Em xin chào cô chú. Dạ con chào cô chú quay lại kênh Cảnh Sát Đức Thắng. À, hôm nay con lên tiếp theo cho cô chú là cái chân ma S60 cô chú. À, máy này là máy gió máy dê. Này máy này thì cũng thấy ngoại hình thì thùng dầu hơi chốc nước sơn cô chú. Này khi để bãi lâu thì nước theo nắng mưa thì nó hơi chốc thôi chú. Nói nhưng mà thùng dầu thì không lủng ha. Vẫn sử dụng được bình thường không lủng không xì nhá. Đây, vẫn còn dầu cô chú. Nhưng mà con thấy thì thùng dầu không được đẹp. Hơi kiểu như hơi xét này, hơi ố. Nhưng mà được cái hiện thấy máy đủ đồ, cô em bơ lửa đầy đủ rồi chú. Chụp heo là có luôn nè. Chụp heo đầy đủ. Đó. Kia tay phái dầu nữa là nguyên bản thôi chú. Nó chưa bị sức nghẹ gãy vậy nè. Theo con nhìn thấy những cái máy kia thì về trên bãi về thì nó bị gãy tay phá nè chú. Đó, nhưng máy đặc biệt là vẫn còn. Bàn ga thì cứ như máy này thấy để bãi lâu thì đồ bên ngoài chú thì nó hơi xét ha. Đó, nhưng mà bên trong nè. Qua nước sơn rồi, nước bên trong thì cũng còn tương đối là đẹp thôi chú. Đó, đặc biệt là thấy các nước còn rất là mới, rất là đen luôn, đen hôi luôn. Đó, đặc biệt là các nước rất là đẹp. Bô e, bô lửa đầy đủ, bô lửa thiếu chớp bô về bên con gắn chớp bô thôi chú. Các nước thì bao chú là không xì không lủng. Nó bô ly theo máy là bô ly hai gánh nè. Này cô chú muốn đổi lại tâm bơm nước thì cứ nói với bên con đổi đâu chú ha. Nó bị láp nó rất là đẹp luôn. Bây giờ cháu con sơn đổi màu thôi nhưng mà chưa có dấu hiệu xét đâu chú. Đó, máy này bên con có mở ra để vệ sinh heo vệ sinh bét nha chú. Đó, vệ sinh heo bét mà bên con không thay thế món nào mới vô hết. Vẫn là đồ riêng hết nhưng mà chỉ vệ sinh cho sạch sẽ rồi gắp vô lại thôi chú. Nó vậy không làm mất thời gian của chú thì còn nhận tiền tết máy luôn. Má này thì cũng thấy cái bóng đèn bị suối. Vậy nói chung là tiếng máy cũng còn rất là đều thôi chú. Máy 60 này công suất nó cũng không lớn cũng không nhỏ ha. Vừa tầm cho cô chú bơm nước luôn. Đó cô chú chạy tầm ga này là cứng ống à. Còn bóng bóng nhớ là bóng nhất dinh phen rồi, nói chung là máy này có đầy đủ thôi chứ không thiếu gì hết. Dạ cũng rất là đậm, máy nguyên viên luôn, chỉ có tháo ra vệ sinh heo với bét thôi chứ chưa ra khói luôn. Nó xấu xấu nhưng mà đặc biệt là cái tiếng máy rất là êm luôn chú ơi. Tiếng máy của chú nghe nó chạy ha. Đó, còn nghe tiếng lốc dầu giọng kinh. Đặc biệt là không thích cái chỗ điểm này là ở chỗ tiếng máy chạy ha. Nó nghe nhìn rất nghe rất là đã. Máy kia như máy nguyên viên mà đồ cũng thích đồ chú. Nó đồ chưa bị lỏng hoặc là đồ nguyên bản của nó thì chạy như cái máy rất là êm. Có lưu view nè, cái này cô chú về chạy gô đai thì đặc biệt là sẽ hết luôn chứ. Máy bãi để lâu thì theo con để gô chạy gô đai là sẽ hết. Thôi ra khói nhẹ thôi chứ không có ra nhiều. Nó chạy một xíu con nẹt về cái nó muốn hết cây khói vậy. Cái nước máy này quá đẹp luôn chứ. Nắp nước rồi nắp nhớt thì con có thay nắp nhớt mới rồi chứ. Nó dành thì máy ốc 50 lát rồi bên con chưa hoàn toàn rồi, chưa buông mở luôn á. Đây máy về nguyên viên vệ sinh nhẹ là chạy thôi chứ, như tiếng máy chạy ganh tiền quá êm chứ không dựng luôn. Cái chú thấy nó không lắc không chạy chạy chỗ khác luôn, nó đứng yên chỗ luôn. Cái dòng máy này chạy rất là đậm chứ. Nó không cũng cực kỳ mới luôn. Ôi chú nghe tiếng máy chạy góc dầu này.
rồi tắt lên tụi này. Gan tay cũng rất là nhuyễn thôi chú. Rồi, máy này hôm nay con bán cho chú mình là 4.3 triệu bao ship ha. Dân ma ớt rất 60. 4.3 triệu bao ship. Cô chú nào chú được máy này thì alo bên con heo chú. Rồi, cảm ơn người chú đã xem hết clip. Chào chú.